rưỡi tôi mới về mà. Hơn nhau phút mốt. Thì mình nhau có 500 nghìn đi về thế. Mất cả một ngày để đấy. Tôi treo qua này gọi điện vào tôi vớt cho cháu ấy. Còn mình đi buôn thì bán mấy trăm nghìn rồi làm xích cho mấy trăm nghìn này. Đúng rồi. Nó khó ngay đấy. À đây là của ông Nhạn này. Ông Nhạn này. À thiệt, nay ông Nhạn không đi. Không phải ông Nhạn. Vâng. Đấy. Sạch sạch tí. Đây bóng đẹp. Bóng đẹp hết. Bóng thì đẹp. Tay bóng thì hơi mệt. Được cái bóng này. Bóng răm đẹp. Bóng quá ngon. Bóng biết răm đẹp. Tay biết thì hơi mệt. Được. Rồi, chơi được. Nay lại kế thừa tài sản của đại ca. Dạ. À vâng, nó đầm đầm thì em nuôi lại cái bể được, chứ nó bé quá thì lùi là không móc ra được. Này móc thì nó không phi bể ra. Không có bể, không có bể thì lại chắc chả có mặt ở đây. 21 ngày làm gì còn để mà móc nữa. Chiều lên anh nhé. Ok anh. Ôi em lúc bay nhưng có gì đâu. Nhưng mà tại vì toàn trốn đi làm. Nên mà cây cối nó là cái duyên ấy. Nhiều cây rất đẹp mình chẳng dám hỏi. Nhiều cây hoặc nhiều lúc chẳng có tiền là vậy lại vẫn mua được. Đấy, nhiều lúc thì đi chợ, đi vườn các kiểu chả gặp. Lúc thì thoáng ngay đi qua lại gặp. Giấy tím. Mua keo anh. Và anh Hải mua keo à? Anh đang hỏi thôi, nhà có keo rồi. Cái gì kìa? Này đi toàn đồ sách tay. Này cho nó cơ động nhỉ. Vơ vát là lên xe. Cũng vát là lên rồi. Cưa này cưa mới cưa cũ anh? Cưa cũ nhưng mà còn 90%. Toàn này đi cây bằng con tay làm gì mà dùng cái cưa này. Toàn đồ sách tay. Đây thì em lấy cưa này. Đấy cho mình tí cưa Nhật đấy rồi. Cái em lấy không phải không? Mà anh ấy đùa không gấp được vào này. Người chí rồi chí. Mua đi. Mua đi mỗi ngày. Cháu chỉ có cái mua hàng thôi. Để em có thế này nữa, bán hết em đi. Dao này là dao sao? Dao nghiệp mới em ạ. Đây là mới hả anh? Đây cũ chứ. Cũ nhưng mà nó gần như mới. Ra để làm gì? Ra với lọc phi lê cá. Phi lê à? Phi lê cá hồi. Phi lê cá hồi. Rau bếp thái. Ở đấy, ra thái đấy. Ra thái đấy. Ra thái. Ra hàng nó cũng ra hàng này, hàng cũ. Qua sử dụng rồi. Không, con này nó chưa bao tiền em ơi. Đấy, con dao bao tiền này. Gọi là hàng vãi đi. Vâng. Sử dụng thì em phải, em phải dùng. Hút đi rồi mình vẫn bảo mình bãi. Bác đang hỏi bao tiền anh có đây? Bao tiền em? Cái 550 ạ. 550. Em nhận giá thế. À, bác biết có đi nếu mà với nhiệt nó khoảng triệu mấy. Kéo bướm kéo hay này. Đây cho nên. Thế em. Loại này loại khung như cuối thì ngon rồi. Con này à? Con này mới cũ ấy. Cũ.
toàn cũ hết này. Bây giờ thì phải có vậy, còn bây giờ thì để cho quyền rồi thì bắt tiền. Sao biết nhanh thế? Đây. Xanh. Sao vậy này? Rồi, ok. Mà nó phải nhiều người mưa mà không nhanh nhưng có hết cây mà thế. Không mua nhanh hết thật. Hết sạch cây, đầu... cái người có nằm. Cái giờ... của trong cũng đều nó nằm nhanh. Giờ cái đầu màu cũng không có nhặt. Đấy, nó mua nhanh lên đây. Đấy, mua nhanh đi. Đừng có lan tăn. Lan tăn ý là mất đô, mất lượt. Tiền có thể mang đi làm ra tháng có thể vài chục. Nhưng mà cây không nhớ làm ra đâu. Lan tăn một lúc là mất lượt ngay. Ra, vào, đó là bây giờ chỉ có thấy thích thích là đập luôn. Đấy là thế em mới bảo có duyên. Mình ra thì không sớm không muộn. Đúng thời điểm. Đấy. Vẫn kịp hỏi. Hôm trước thì cũng cũng thích cây si của ông Vời nhưng mà ông ấy không hốt rồi. Cây nó phải đúng nhịp, đúng giờ. Nhưng mà cây nào nó duyên mình thì thích hơn anh ạ. Cây nào mà luôn. Cây nào mà có nó nói chung có kêu điều có làm ăn nghe nhé. Quên mất chợ. Khả năng phía sau lại đông này nhỉ. Hôm nay không đuổi phía sau lại đông. Thôi rồi, tôi nhận thằng em qua bảo thôi rồi. Thôi rồi. Thôi rồi. Bán rất nhiều. À đây. Gì đây? Cục cục mà. Họ đuổi không cho bán nó không có. Bán rất nhiều cây. Nếu ra thì 10 giờ thì đấy. Của chợ hôm nay nó chỉ có vậy thôi. Chợ hôm nay. Trời ơi. Mấy bác xe đò này có cái cây gì hay không? Mọc mai. Đấy, không mua nhanh là hết, hết thật thì có. Không phải là đùa đâu. Rưới. Lục vừng của bác nào nhìn cái lá thích không? Như cây tàu này. Quá đẹp. Đẹp quá. Bao tiền đấy bác? 2 triệu. 2 triệu, đẹp quá. Đấy, sạch sẽ. Xinh là cây là xinh xinh. À, nghiếc này. Trồng cây thích. Đấy, trồng cây thích. Lá đẹp nhỉ, lá như cây tàu. Lá nào cũng đỏ, ra một thời gian rồi mà vẫn đỏ. Cái giống này. Lâu bạc lắm. Vâng. Mấy tháng nó mới xanh lá. Đấy, như xưa. Lộc mà, lộc lại đỏ, quá hay. Một bên lộc, một bên dâm này. Bên này bên dâm này. Đấy, dâm. Lộc đẹp à? Nhưng đẹp ở cái lộc thôi, chứ còn thân thế cũng được. Tầm 2 triệu thế là được. Nhưng mà quan trọng là bây giờ người ta ái mộ xanh si quá. Ái mộ xanh si quá. Có một cái lộc vườn trong nhà cũng rất là hay. Chân quỳ ba chân ơi, nó không quá nặng lắm cái chậu này. Râm bụt. Đây lá móng đây, đích thị xanh lá móng này. Lá móng nó có đặc điểm, nó cái màu xanh nó xanh lá mạ này. Xanh lá mạ và lá nó đúng như cái móng này, giòn, nó không có bị xoăn, nhìn nó có cảm giác nó rất là gọn gàng, có quả. Đây là một dòng lá móng, còn mấy dòng lá móng nữa. Để xem ông này có cái cây gì mới không. À, hôm nay đi mình đấy bác. Mà khi đi với Dương rồi đúng không? Cương. Ủa chết, ai gọi điện rồi.
Alo. Rồi, ai đấy ạ? Mấy con đẹp nhường qua. Đúng. Đang đi ngoài đường. Có cái gì cứ gửi qua Zalo ấy thì trả lời dễ nhá. Được nhá. Đang đi rửa tay ở ngoài đường lại đi xe máy. Đuổi à? Thế là này lại vẫn đuổi. Ôi giời. Kinh đấy. Đấy, chạy. Vừa bày ra chạy. Đấy, cái cây này bao nhiêu, hỏi đôi cây cho biết nào để giải tán này. Đây, cây này. Đây, 6 triệu. Đây, 6 này. Thôi. Sung này. Sung 2 triệu. Kia ổi à? Ổi trong kia. Ổi 1 triệu rưỡi. Linh Sam. Linh Sam 3 triệu. Rồi, ui ổi. Rồi, ok. Chạy rồi. Chạy. Đấy, nháo nhác hết lên này.